Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay là chính thức nước rút nha mọi người. Hết mùa nước nổi rồi. Thì sau mấy ngày hết mùa nước nổi thì ba mình thiết kế thêm được một cái trại vịt đẻ. Đây là đàn vịt đẻ để lấy trứng nè mọi người. Chuồng trại ba mình đóng đây, kiên cố lắm mọi người. Ba mình dừng hết để cho vịt đẻ nha. Nước bắt đầu rút rồi. Clip trước mình quay là nước nó còn tràn lan, nhưng mà nước bây giờ rút rồi. Đây là chuồng gà nha mọi người. Sắp tới là mình sẽ thiết kế rồi đưa chuồng gà xuống. Còn bên này là cái chuồng vịt thịt nha. Khi nào hoàn thiện hết thì giờ mình sẽ quay clip cho mọi người xem nha. Ở đây ba mình sẽ bắt một cái vàng nữa, rồi chắc là trồng bầu bí gì đó. Lý tưởng lắm mọi người. Đây, đường vịt. Vịt cho ra đây nó bơi được. Sáng mình mở cửa ra này, cái cửa gỗ này. Mở cửa, nhập trứng. Sắp tới ba mình làm cái này chắc là đẹp lắm. Mọi người nhớ đón xem nha, mình sẽ lên clip kế tiếp. Cảm ơn tất cả mọi người.